đi làm kìa. Ừ, sáng sớm lại toàn ten nữa hả? Sướng không? Sướng Hà ơi. Bà nội sướng không? Ba đi làm nè. Sướng Hà sướng không? Không thèm dòm ba luôn phải không? Bye bye Sơn Hà nghe. Bye bye. Sáng sớm bà nội không toàn ten nghe hả? Bà nội chưa kịp làm gì hết. Anh chả ngủ dậy rồi, anh chả kêu. Buổi sáng ừ. Tranh thủ nè, lấy nắng lên nội làm nổi nè. Có hai kẹo rồi hả con? Có hai kia chơi cúp hà hoài. Chơi cúp hà hoài vậy đó. Ừ. Sao? Hôm nay ở nhà vui vẻ nghe, không quậy nghe. Quá trời tối buồn ngủ quậy quá trời luôn. Dạ. Ừ. Rồi mẹ, rồi mẹ hai hả? À? Ừ. Mẹ xíu ra nữa nè. Dạ. Ơi con ngủ. Trời, còn say ngủ không ơi. Nghe tiếng bị dân rồi kìa. Trời ơi, nghe tiếng biên thôi đi. Nó kiếm con mèo trên cây, nãy mèo nhảy lên cây. Hả? Thấy nhìn mèo lắm không? Sáng sớm còn say ngủ.